Tiệm này cũng đông khách quá anh Quang. Tiệm này cũng cỡ xấm xí 200 trở lên. Trên dưới 200 đúng không? Đúng. Nói chung 200 trở lên luôn đi chứ trên dưới gì nữa. Ký cà thẻ là có 2.400 à. Để em chia thử coi cỡ cỡ nhiêu nha. Có 1.18 nè các anh chị. Ủa mà thấp dữ vậy rồi mà vẫn đổi qua bên cái discount ha. Thảo thấy đó 2.000+ là cũng một tháng là cũng nhiều rồi mà so với một tiệm bây giờ nhiều chi phí á, một năm để dành tiết kiệm được gì tiết kiệm không? 5-6 ngàn à, thấy không? Xin chào các anh chị, hiện tại Thảo với anh Quang đang có mặt là tiệm Lush Nail Spa ở một thành phố gọi là ngoại ô Dallas anh Quang. Đúng rồi. Ok, sao anh Quang chọn cái tiệm này để dắt em đi bữa nay vậy? Thì nói chung mình đi rất nhiều tiệm rồi, những khu khác nhau đúng không? Cái này đặc biệt tại nó xa chút là cái khu bình dân. Mình làm một cái chương trình mới nhưng mà giới thiệu lúc trước là cash discount. Nhân tiện nói về cái chương trình cash discount á, thì Thảo qua cái video này muốn cho các anh chị thấy được là cái chương trình này đang có những tiệm nail sử dụng luôn và rất là thành công, để cho các anh chị không cần phải sợ là chương trình này tôi sợ mất khách hay tôi sợ này sợ kia. Thảo muốn qua video này cho các anh chị thấy có những người đang sử dụng rồi và rất thành công. Thì xin mời các anh chị theo chân Thảo vô trong tiệm này để biết được nhiều hơn. Tiệm này cũng đông khách quá anh Quang. Tiệm này cỡ bao nhiêu square feet vậy anh ha? Rồi cái này nhìn cũng cỡ 3.000+ square feet chứ không vậy? 3.000+ square feet. Ủa vậy anh cơm tiệm này là cỡ 3.000+ square feet thì được cỡ nhiêu tháng anh Quang? Nói chung là Thảo cũng nhìn thấy sơ cũng sơ đi. Mấy chục thờ, nói chung income tiệm nail anh chị biết rồi, cỡ mấy chục thờ là tiệm này cũng cỡ xấm xí 200 trở lên. Trên dưới 200 đúng không? Đúng. Nói chung 200 trở lên luôn đi chứ trên dưới gì nữa. Ủa vậy thì đối với income mà khoảng trên 200.000 kiểu đó thì một tháng mà trước khi họ đổi qua card discount thì cái chi phí cà thẻ là cỡ bao nhiêu một tháng? Nói chung đây mình chỉ với Thảo coi luôn ha. Trước khi đổi qua thì nói chung cái này là cũng là khá là nhiều rồi. Tiền chi phí này trời sao cỡ 200 mấy nghe chục ngàn mà ký cà thẻ là có 2.400 à. Để em chia thử coi cái cỡ chia nhiêu nha. Chia thử coi khoảng ra 1.2 gì đó. Chia cho 2.003. Rồi. Có 1.1 mà các anh chị. Có 1.18 nè các anh chị. Ủa mà thấp dữ vậy rồi mà vẫn đổi qua bên cái discount ha. Đúng rồi, tại vì biết không, cái khu này khu ngoại ô, cái khu bình dân cho nên họ xài rất nhiều debit card. Nhiều thẻ debit. Đúng rồi. Cho nên cái phí nó mới rẻ vậy. Đúng rồi. Okay. Nhưng mà Thảo thấy đó 2.000+ là cũng một tháng là cũng nhiều rồi mà so với một tiệm bây giờ nhiều chi phí á, một năm để dành tiết kiệm được gì tiết kiệm không? 5-6 ngàn à, thấy không? Cho nên á mấy anh chị là cái thời điểm bây giờ cái gì nó cũng tăng lên hết. Nói chung mình là người chủ mà mình tìm những cái cách làm gì để cho cái business mình nó save cái expense xuống lại. Cho nên anh chị đừng có ngại ngùng mà xài chương trình này. Chương trình card discount này có rất là nhiều người sợ là chuyển qua mất khách đó, đúng không? Nhưng mà mấy anh chị nhìn thử đi đó. Tiệm này cũng chuyển qua được mấy tháng rồi phải không anh Quang? Có 2 tháng rồi. 2 tháng đó mà khách đâu có bị suy giảm chút nào đâu, thấy ngồi trong đen đó. Thì nói chung là cái gì mới thì mình cũng sợ hết trơn đúng không? Cho nên là cái chương trình này là Thảo cũng muốn qua cái video này muốn cho các anh chị thấy được là có những tiệm thực tế luôn họ đang xài và họ cũng rất là thành công. Cái số khách vẫn được giữ rất là nhiều và nhất là họ tiết kiệm được rất là nhiều chi phí cho tiệm của mình. Một tháng có thể vài ngàn đúng không? Đúng. Tiệm ít thì 2-3 ngàn, tiệm nhiều giống như tiệm nãy là 5-6 ngàn luôn. Cái tiệm nhỏ hơn nữa thì áp dụng như là ví dụ như 800-900 tới 1.500 gì cũng có, đúng không? Dạ, cũng phụ phần nào đó, tiền rent này kia nó cũng đỡ hơn, đúng không? Dạ, thì mình... Nhưng mà cái chương trình này anh Quang là giống như lúc mà mới chuyển qua thì nó cũng chắc chắn là sẽ khó đúng không? Sẽ gặp khó khăn này kia là không biết nói với khách làm sao, không biết thuyết phục khách như thế nào. Thì anh có cách nào anh giúp cho các anh chị nói chung cái này cũng hơi tế nhị một chút là bí mật một chút cho nên không thể nào chia sẻ trên sóng được. Cơ mật không? Cơ mật không? Không được. Ok các anh chị confirm nha, cái này là bí mật quân sự nha, không thể nào mà tiết lộ trên sóng trực tiếp được giống như vậy. Cho nên là các anh chị nào muốn biết á, làm thế nào để áp dụng cái chương trình này thành công thì có thể gọi vào số điện thoại 832-968-6668 của công ty Fast Voice để mà những chuyên viên của công ty, ví dụ như anh Quang đây nè, là sẽ tư vấn cho các anh chị cách nào áp dụng các discount một cách thành công và áp dụng cho hiệu quả nhất, tiết kiệm nhất cho tiệm của mình ha. Rồi, hoặc là các anh chị có thể để lại thông tin, bấm vô cái nút này nè, lên mô ở dưới, để lại thông tin và nhân viên của Fast Voice sẽ gọi ra tư vấn cho các anh chị một cách nhanh nhất có thể. Thảo xin chào và xin hẹn gặp lại các anh chị ở những video khác. Xin chào. Cảm ơn anh Quang. Yeah.